bắt đầu lao động, chị nghĩ là từ học lớp 1 là chị đã bắt đầu lao động rồi. Khi mà chị tự đi xin quần áo ở trong xin vải vụn trong cái khu xóm của chị học lớp 1 để chị may quần áo búp bê để chị trang lên chị bán. Chị bán quần áo xong chị thích đọc truyện thì chị lại mua truyện để chị đọc. Chị đọc truyện xong chị lại trang lên chị chơi thê xong chị lại treo lên chị lại lấy tiền để chị gói quà. Thì đấy là những cái kỹ năng của một người kinh doanh và của cái sự cũng như là nỗ lực. Hồi bé, từ bé nhỏ xíu chị đã thương mẹ chị là rất là vất vả, và chị luôn luôn cố gắng làm được cái gì cho bản thân mình để bớt sự vất vả cho mẹ, bởi vì cái gia đình chị không đầy đủ sung túc như những gia đình khác. Rồi học lớp 6 thì chị đã bắt đầu sống một mình, thì có nghĩa là ra đời rất là sớm, phải tự xoay sở cuộc sống rất là sớm. Và khi mà chị đi bắt đầu làm nghệ thuật, song song đó chị vẫn kinh doanh. Thế một ngày chị chỉ có 2 tiếng thôi, trong thời gian rất là dài. Chị mới gần đây chị mới ổn định giấc ngủ của chị, và cái việc mà mất quá nhiều thời gian để làm nhiều thứ cùng một lúc đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chị. Sau một cái lần quay một cái clip thì chị đã từng ngất, đổ sập xuống như cái chuối luôn. Rồi khi mà vào viện thì của đó là cứ tưởng là đi luôn rồi cơ. Lúc đó là chị đã có rất là nhiều cái gọi là cái cảm xúc mà không còn là mình nữa rồi. Và chị bị 3 lần đã kiểu như thế. Và lúc đó là khi mà chị có được cái ý thức trở lại thì chị cảm thấy là ranh giới sinh tử rất là ngắn, rất là gần với nhau. Hay là kể cả chị cũng bị một cái vết thương ở tay của chị khi mà chị mang bầu bé thứ hai, mà cũng vì lúc đó là chị nghĩ rằng là chị phải cố gắng chị làm cái việc đấy để không có gây ảnh hưởng với những người đến cứu chị. Lúc đó là bị nước chảy xong rồi có điện nữa, thì mình chỉ cần dập cầu để có điện thôi, để cho nó khỏi là người khác bị giật điện khi đến cứu mình. Có chị đang mang bầu, chị nghĩ chắc chắn họ sẽ đến cứu. Nhưng mà vì việc đó là chị bị một vết thương rất là lớn ở đây, và vết thương này có thể là mất mạng cả chị lẫn con chị. Thì có quá nhiều những cái việc xảy ra trong suốt cái quá trình mà chị đã trưởng thành đến bây giờ, là nếu chị cảm thấy là chị cần thận trọng hơn, chị cần yêu thương hơn, chị cần sống trọn vẹn hơn. Khoảng chừng 4-5 năm trước khi mà chị vừa mới sanh bé đầu xong á, thì trầm cảm sau sinh là chị bị rất là nặng. Chị là một con người của nghệ thuật, chị tự biết cái cuộc sống của chị lại rất là nhiều, kiểm soát nó rất là nhiều. Đến bây giờ cái sự mà trầm cảm cũng rất là lớn. Chị thì bị vấn đề rất là lớn về cuộc sống. Chị bị cái điện thoái hóa cuộc sống, chị cuộc sống bị tùm lum hết trơn á, bởi vì chị vẽ rất là nhiều. Thời gian trước thì đi giày cao gót, rồi thường đi suốt ngày, rồi giờ lại ngồi vẽ nhiều, rồi ngồi tính toán nhiều, làm việc bàn máy nhiều. Nhưng mà giờ thì chị đã biết ý thức hơn. Chị tập yoga hàng ngày, chị tập yoga và chị bơi, ngày nào cũng yoga cũng bơi hết, thì chị được hết tất cả những cái bệnh kia và vẫn có thời gian cho bản thân.